chồng, bà con chú con này nó con bốn lời nữa. Sáu tuổi rồi thôi. Sáu tuổi rồi con ơi. Dạ, Châu xin kính chào cả nhà. Dạ, hai mẹ con đang ở trong bệnh viện mà còn chờ á, hồi nãy đi khám cho bé Na xong rồi. Còn Châu. Còn hồi nãy đi khám cho bé Na xong rồi, giờ Châu chờ một chút nữa. Châu cũng bị sổ mũi đó, đi xin thuốc uống mà chờ hồi nãy giờ gần tiếng rồi mà bác sĩ không có á, chờ bác sĩ xuống nên là giờ bé Na đòi ra xe lấy bánh ăn. Na cho Na nghỉ thêm ngày nữa. Na bị giống như là bị viêm ruột á, nên là ở nhà thêm ngày nữa. Không đi học hả? Con bị bệnh rồi, đi vô chổng rồi ăn thức ăn trong đó rồi con không hết bệnh được. Ở nhà ngày đó đi, ngày mai đi. Muốn đi học hả? Hả? Muốn đi hả? Đi chả đi ha. Nhà chả đi ha. Dạ, chở đi học ha. Đi. Đi học. Ừ. Không. Mẹ chưa có khám bệnh không mà. Thì chở con đi xong rồi quay lại mẹ khám bệnh và bác sĩ chưa xuống nữa. Đi học phải không? Ừ. Nghỉ ngày nữa đi con ơi. Ừ. Mời đi. Ừ. Hả? Rồi vô trong đó rồi con phải ăn cháo mới được, vô nó ăn cơm rồi con không lâu hết lắm. Con không hết bệnh được rồi sao? Mẹ nói chuyện cô giáo. Mẹ nói gì sao? Hả? Mẹ nói gì sao? Con mong con... Con mong con cho mẹ này học, chung mẹ mong con này học. Trong đó có cháo không? Ừ. Thiệt không? Hả? Không muốn đi. Không muốn đi học hả? Ừ. Thằng bộ nghĩ phải muốn chết, thằng bộ muốn đi học. Không ăn đi, ăn bánh đi. Không ăn cá cha. Trời ơi, đi lội từ chổng ra đây ngồi ăn có nhiều như vậy, ăn hết cái bánh đó đi con. Mà tức à. Đâu à, mười. Mời ông bà cô chú ăn với nè. Mời ông bà cô chú cùng mình với nhà nha. Na ăn bánh xong rồi giờ đi vô bệnh viện tiếp ông bà cô chú ơi. Hôm qua đi thì lúc đó Na chỉ ấm ấm rồi vậy thôi à, chứ anh không có cái triệu chứng gì hết. Nên bác sĩ chỉ cho thuốc sổ mũi, ho uống thôi.
nay thì Na hơi khác một xíu đó. Nên là đi vô khám lại thì bác sĩ đoán là bị viêm ruột, đổi thuốc khác. Mẹ lấy xe vô đây luôn được rồi hết ha. Mặt mà bằng mặt mẹ luôn. Yeah. Nói chuyện với ông bà cô chú đi. Hà Nàng mắt bự mắt nhỏ không bà cô chú. Con bên đây 1 mí, con bên đây 2 mí. Nói chuyện với bà cô chú đi. Chim chim hả? Chim chim hả? Chim chim hả? Dạ. Cô hay xe không? Nhận cái giấy nặng đi lãnh thuốc. Giờ hai mẹ con đi ra ngoài kia. Ấy nha, ấy nha, ấy nha, nắm tay mẹ con xe không à? Nắng quá à. Sáng đi tính đâu là về sớm nên không có đội nón, lấy nón cho nè. Còn mẹ có đội nón không à? Tại vì mặt mẹ xấu quá, mẹ hay đội nón để che bớt cái xấu. Còn nè, nè không có xấu nên là chỉ sợ nắng thôi mà. Hồi sáng định làm đi cho Na xong rồi về sớm mà nãy giờ chờ bác sĩ lâu quá, chờ lâu luôn. Vô tiệm thuốc rồi Na mua cái đó sao màu đen là gì? Cơm mình xếp thì mua sưng mà. Hả? Cho con tư cho đông tô bắt. Nè. Nè. Cô làm trong quán kim bạc. Dạ, lấy thuốc xong rồi hai mẹ con đi về ông bà cô chú ơi. Đi kim bạc chip. Hả? Đi kim bạc chip. Đi làm cái gì? Đi kim bạc chip. Chỗ đó là chỗ người ta làm, đâu phải chỗ chơi đâu đi. Cô ở trong đó đó.
Hai mẹ con nay về tới nhà ông bà cô chú ơi. Về tới nhà 11 giờ hơn rồi. Rồi thì cái video của hai mẹ con Na tới đây xin tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn bà cô chú đã xem video ủng hộ hai mẹ con Na nha. Hôm nay thì đi bệnh viện. Quay thì bệnh viện thôi. Nè, Na chào ông bà cô chú nè. Nè. Nó nói với ông gì với ông bà cô chú không? Nói chuyện với ông bà cô chú không biết không? Con nãy là học được mấy bữa? Hai. Hả? Hai lần. Hai bữa. Hai bữa. Ngày. Ờ, hai bữa. À, là giờ mới con đi học hả? Hả? Mới con đi học hả? Dạ mời con đi học. Nhớ bà ngoại không? Nhớ nhớ. Ngoại con. Ngoại nhớ con nhiều lắm. Sao con nói chuyện á? Kêu ngoại đừng có khóc. Ngoại đừng có khóc. Tắt rồi. Bôi tắt luôn rồi. Nãy giờ Na nói chuyện với bà ngoại đó ông bà cô chú.